tổ chức chúng tôi không thể cố vì chúng ta chờ tìm đổi giày suốt đẹp nữa. Chúng tôi thân mến, có thể nói rằng là gì ạ? Chân đông thì trông cõi người ta, trai tài gái sắc thì kéo là chọn nhau. Và chuyện tình yêu có chầu khô, cha mẹ giòn bài cưới nhau thì cũng phải chọn ngày đâu mà. Chúng tôi gặp lại đây, ngày 31 tháng 12 năm 2023, được sự nhất trí của chính quyền địa phương nơi sở tại, được sự nhất trí của hai bên gia đình, được sự đồng tình của cô dâu và chú rể. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.